Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi cập nhật tình hình đón Giáng sinh của bà con Bạc Liêu cho các bạn xem. Đây các bạn, mình thấy một nhà này phía trước đã có trang trí rồi nè. Thì hôm nay mình sẽ chạy dọc qua đường đường ngoài đường để coi những gia đình theo đạo trang trí để đón Giáng sinh như thế nào, chia sẻ cho mọi người nha. Thì hiện tại đang là 6 giờ tối ngày 20 tháng 12 năm 2021, thì còn khoảng 4 ngày nữa thôi thì Giáng sinh sẽ đến các bạn. Mình đang chính tuyến đường Cao Văn Lầu, phía bên tay trái mình đây là nhà thờ phường 2 Thánh Đường Công Giáo. Thì mình thấy Thánh Đường Công Giáo thì đang có sửa chữa xây dựng lại thôi, chỉ có trang trí một chút ở phía trước thôi. Do chưa có hoàn thành đó, nên đội Thánh Đường Công Giáo nhà thờ phường 2 chưa có trang trí để đón Giáng sinh như mỗi năm nha các bạn. Thì các bạn nhớ năm trước không? Năm trước mình có chia sẻ hình ảnh nhà thờ phường 2 trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Năm nay thì do đang xây dựng lại nên không khí đón Giáng sinh của nhà thờ không có như mọi năm. Bây giờ mình sẽ chạy qua cây thông Noel trước cửa của Vincom để có thể chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Thì ở đấy Bạc Liêu năm nào cũng vậy, cây thông Noel khá là lớn, được Vincom trang trí cũng thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến đây để chụp hình check in. Mình đang trên tuyến đường Trần Phú nha các bạn, và cũng video này mình cũng cập nhật cho các bạn xem được hình ảnh hiện tại trên các tuyến phố của Bạc Liêu về đêm. Cũng khá lâu rồi mình chưa có quay Bạc Liêu về đêm, các con phố Bạc Liêu đi về đêm nha. Đi qua đường các bạn, mình chạy xe có một tay à, nên mình không có bật xi nhan để qua đường được, mình phải ngoái ra phía sau để tránh xe. Đây mình đang quẹo vô chỗ Vincom, phía bên tay phải của mình thì có mấy cái xe bán vịt quay với heo quay. Đây có cây thông, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Okay, we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bright.
phú. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. Thì cái điểm cuối cùng của mình sẽ là nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sáng lên trời nha các bạn. Thì hôm trước mình đã đến có từng ghé chỗ nhà thờ đó rồi thì thấy cũng có trang trí, nhưng mà không biết có trang trí đèn và bật đèn hay không. Thì cái điểm cuối của video mình sẽ là chỗ nhà thờ Đức Mẹ. Mình sẽ vòng vòng kính của bật đèn để coi có ai trang trí hay không. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Theo một thông tin mình được biết thì Bạc Liêu vẫn quyết định là trang trí đón Tết nha các bạn. Thì chắc không bao lâu tới đây thì những cái trang trí sẽ được triển khai trên các con đường của Bạc Liêu. Mặc dù tình hình dịch cũng đang rất là phức tạp, có khả năng thì Tết năm nay sẽ không có những cái lễ hội hay là những cái chợ quê như mỗi năm. Các bạn nhớ năm 2020 không? Tết năm 2020 không? Có chợ quê rất là vui luôn. Mình đã tới ngã ba Sa Cảng nha các bạn. Mình sẽ chạy tới bến xe để chia sẻ thêm hình ảnh cho các bạn. Và sau đó mình sẽ đi các tuyến đường khác.
mình quan sát thì khá ít nhà người dân trang trí đón Giáng sinh. Không biết khu vực các bạn ở như thế nào à, nhưng ở Bạc Liêu thì mình thấy khá là ít người trang trí. Mình đã tới bến xe Bạc Liêu nha các bạn. Chào các bạn, mình thấy trên tượng đài Ngã Năm cũng khá là đẹp nên mình chạy đến đây để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Đây, đây là tượng đài Ngã Năm nè. Mở đèn cũng rất là đẹp ha. Mình sẽ đánh một vòng, sau đó mình sẽ đi vào khu dân cư Hoàng Phát. Đây là tòa nhà của Viettel nữa các bạn ha. Làm đèn rất là đẹp. Đây các bạn, mình đã tới nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời nha. Phía trong mình thấy đã có mở đèn nhưng mà không có nhiều, để mình sẽ tiến vào bên trong. Mình thấy cũng có một số bạn trẻ đến đây chụp hình nha. Không có mở đèn nhiều các bạn, có trang trí nhưng mà đèn thì mở không có nhiều. Chào các bạn, mình đã tới cây đần kiệm nha. Mình đi vòng vòng để kiếm những ngôi nhà mà người ta trang trí á, nhưng mà hầu như là rất là ít các bạn. Tối hôm nay thì cũng có khá nhiều các bạn trẻ ra đây ngồi hóng gió nè.
cô chú đó đang tập khiêu vũ. Lúc này mình không có live stream cho các bạn xem trực tiếp nha, tại vì mình muốn những cái video mình up lên kênh của mình á đều phải có chất lượng hình ảnh tốt nhất, mà live stream thì hình ảnh nó không được đẹp, nên mình sẽ cố gắng đi quay nhiều và về edit lại để up lên chia sẻ với các bạn. Chứ mà em đi live stream á nó khỏe cho mình, nhưng mà chất lượng hình ảnh mang đến cho các bạn không có được sắc nét và không có được đẹp, nên mình chỉ live stream khi những cái sự kiện đang diễn ra thôi, giống như là vào ngày 24 buổi tối hôm đó mình sẽ live stream cho các bạn xem, live stream cái không khí mà đi đón Giáng sinh của bà con Bạc Liêu cho các bạn xem. Mình live stream thì trực tiếp thì cái số lượng người xem trực tiếp của mình cũng không có nhiều, đa số là các bạn xem lại không à, xem lại mà hình ảnh không có đẹp thì rất là không có tốt, không có hay lắm. Hiện tại mình đang trên tuyến đường Trần Quỳnh đó các bạn, thì mình đi một đoạn đường Trần Quỳnh này tới hết cái đoạn đường Trần Quỳnh thì mình sẽ kết thúc video. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi mà mình đi quay tiếp. Vài ngày tới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh về không khí đón Giáng sinh của bà con Bạc Liêu cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.